Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ quay về lại với cái chòi của nhà mình. Thì sau bao nhiêu ngày mình đi quay ở ngoài ấy, thì không quay ở trên này. Thì bây giờ cái lá dừa ấy, nó đã bị khô rồi các bạn ạ. Đấy, hôm nay mình sẽ có một món mới nhé các bạn nhé. Hãy cùng theo dõi nha. Mình sẽ làm món cá đuối nướng nhé các bạn nhé. Nướng siêu cay các bạn nhé. Mình không có tiền. Chào tất cả các bạn nhé. Đây đi với anh em có hai thằng em. Một thằng nó làm nhiệm vụ là quay phim đằng sau lưng các bạn. Một thằng này thì nó đi để ăn thôi. Các bạn nhìn người ra là biết. Thấy ăn được sướng đó. Đấy thì hôm nay mình có hai cái con mặt người này. Các bạn thấy không? Mặt người này. Thì mình không có tiền, mình mua cái con là nhỏ nhỏ thôi. Chờ tiền YouTube đã. YouTube đã. Đấy, mình sẽ làm con to hơn, review con to hơn. Còn hôm nay mình làm con nhỏ. Hai con này nha các bạn nhá. Thì sẽ mình sẽ làm món nướng siêu cay nhá. Rồi. Hôm nay gia vị của mình thì gồm có như mọi ngày thôi. Thì muối, đường, mì chính, nước mắm, ớt sa tế, các thứ, ớt điếc, hành, ngò, các thứ đấy. Đấy, rồi. Đây, thằng quay phim thì mình bắt nó quay phim tại vì vừa nãy nó đã review cái con gà con nhà mình. Nó cầm cái này, nó chơi, nó cái này là mình đi bắn chim này. Đấy, mà nó cầm nó bắn một phát ngay đầu con gà con là mình tội nghiệp, mình vừa chửi cho nó trận, giờ đang dỗi rồi. Rồi, bắt đầu mình sẽ chế biến con này nhá. Rồi xong. Cái đây là mình làm cái gia vị để mình ướp cá đuối nhá các bạn. Là mình sẽ làm món siêu cay nha, mình cho nhiều ớt lắm. Cái ớt bột này nó cay kinh khủng luôn này. Sa tế cho hết luôn. Nguyên một hộp. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành ướp nó thôi nhá. Bây giờ thì trời đã sầm sầm tối rồi các bạn ạ. Do hôm nay anh em mình làm muộn. Thì mình đã vừa ướp xong cái này thì lửa cũng đã cháy to rồi. Sắp có than rồi các bạn. Chuẩn bị nướng nhá. Rồi chúng tôi đã cho lên lò than rồi các bạn ạ. Hai thằng em nó thiết kế một cái lò than rất là đẹp. Trong khi chờ đợi món cá đuối nướng siêu cay của mình chín thì mình đã làm xong một cái mâm demo để tí nữa cho món ăn của mình lên đây nhé các bạn. Ngoài trời thì bây giờ đang tối rồi. Cái trò mình ở ngoài trời rất là thú vị đấy các bạn ạ. Chào các bạn. Trời ơi, xuống xem trong cháy chưa, lỡ mày cháy. Lửa than nhiều là cháy ấy. Đốt lửa buổi tối ở ngoài cái chòi mình rất thú vị các bạn ạ. Như kiểu đêm 30 xong ngồi canh nấu bánh chưng cho anh em nướng làm thùng bia ấy. Thích, sướng. Các bạn ơi, cá mình chín rồi. Mình sẽ cho ra mâm thôi. Nhẹ nhàng không nó rụng mất. Một em. Nóng quá. Hai em. Lên mâm thôi. Đi thôi các bạn ơi. Hãy
bốc hơi lên các bạn thấy bốc hơi lên không? Đấy. Đấy, mình sẽ ăn trước miếng đầu tiên nhé các bạn nhé. Nếu mà muốn để ăn nó ngon thì mình phải ăn kèm một cái salad này vô. Đấy. Rồi các bạn nhé. Đó, à bọn kia ăn như này nhỉ? Ừ. Ngon không ạ? Siêu cay, siêu ngon. Tuyệt vời các bạn. Ăn em. Ồ, mình cũng thử một miếng nha các bạn. Ồ, thử một miếng. À, mình ở ngoài cho em không có điện các bạn. Mình chơi flash. Không biết là mắt mình trong đây có giống mắt mèo không? Đấy không Tú? À. Ừ. Mời các bạn nhé. Mời các bạn nhé. Ui. Dạ, mình ăn kiểu Tây các bạn ạ. Ngon. Đã cái mồm. Wow, cay. À, rồi mời các bạn nhá. Wow. Nhìn hai con nhỏ nhỏ này mà ăn được khá nhỉ. Quá tuyệt vời. Mời các bạn nhé. Mời cả bạn nhé. Cái này ăn được cả sụn đấy nhá. Cái này không phải là xương đâu này. Mình ăn cả cái này luôn các bạn. Cái tất mồ hôi các bạn nhá. Cái tất mồ hôi đấy. Ăn miếng nữa lại muốn ăn miếng tiếp theo. Đẹp quá các bạn ơi. Cay quá. À, có lẽ bọn mình sẽ kết thúc video ở đây thôi. Cay quá, bọn mình phải đi uống nước. Xin chào tất cả bạn nhé. Mình sẽ tạm dừng video ở đây. Các bạn thấy cái video của mình hay thì nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ cho mình nhé các bạn nhé. Xin chào tạm biệt các bạn. Cay quá. Tạm biệt các bạn nhé.